Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc diễn tập phòng thủ tên lửa. Đức triển khai tiêm kích lớn nhất trong thời bình đến Úc tập trận với 16 nước. Trung Quốc tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận gần đảo Đài Loan. Đồng thời, Trung Quốc phản ứng khi Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni. Nga thông báo điều tiêm kích xua đuổi máy bay trinh sát Anh. Nghiên cứu hơn 5 tỷ người có thể chết đói nếu xảy ra xung đột hạt nhân. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Thế Giới. Thưa quý vị, mới đây Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia diễn tập nội dung cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi Hawaii, theo Lầu Năm Góc vừa cho biết vào ngày 15 tháng 8. Cuộc diễn tập tiến hành từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 nhằm chứng minh quyết tâm của ba quốc gia đồng minh để ứng phó với những thách thức của Triều Tiên và nhằm bảo vệ an ninh chung, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ theo lầu năm góc tuyên bố. Triều Tiên đã có số lần thử tên lửa đạt kỷ lục trong năm nay, bao gồm phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất. Washington và Seoul cũng lo ngại Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ bảy bất kỳ lúc nào sau 5 năm tạm ngừng. mặt khác, bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 16 tháng 8 thông báo nước này sẽ nối lại các hoạt động tập trận chung toàn diện với Mỹ. Hai nước dự kiến tiến hành cuộc diễn tập mang tên là chắn Tự Do Unchi từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Moon Jong-sik, phó phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo ở Seoul rằng cuộc tập trận chung đóng vai trò to lớn để tái xây dựng liên minh Mỹ-Hàn, củng cố vị thế phòng thủ chung. Mặc dù vẫn tập trung vào nội dung mô phỏng các tình huống chiến đấu trên máy tính, nhưng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay còn bao gồm nhiều buổi bán đạn thật. Hai bên Hàn Mỹ đã giảm quy mô tập trận chung trong những năm gần đây do đại dịch Covid-19 và nỗ lực làm giảm căng thẳng với Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn chỉ trích các cuộc diễn tập này là chuẩn bị cho chiến tranh. Cũng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đức đang thể hiện sự tập trung mạnh mẽ hơn vào khu vực chiến lược này thông qua việc gửi 13 chiến đấu cơ đến tham gia các cuộc tập trận chung với Úc. Đây cũng là đợt triển khai lớn nhất của không quân Đức trong thời bình, cho thấy Berlin đang cực kỳ lo ngại về những sóng gió ở khu vực. Hôm thứ Hai vừa qua, 6 tiêm kích Eurofighter và 3 máy bay tiếp nhiên liệu A330 đã cất cánh từ Đức thực hiện hành trình 3 ngày đến Úc. Tại xứ sở chuột túi, các chiến đấu cơ Đức đã hội ngộ các vận tải cơ A400M được Berlin triển khai từ trước và tất cả cùng tham gia vào cuộc tập trận Beast Black diễn ra 2 năm một lần với sự góp mặt của 16 nước. Trước chuyến bay, xếp không quân Đức Ingo Gehas nói với phóng viên rằng nhiệm vụ bao gồm bay vòng qua Nhật Bản và Hàn Quốc, các phi công cũng thực hiện khoảng 200 lần tiếp nhiên liệu trên không. Khi được hỏi liệu các chiến đấu cơ có đi qua Biển Đông và eo biển Đài Loan hay không, ông Gerhard cho biết, tiêm kích sử dụng tuyến đường hàng không dân dụng và không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan. Chỉ huy không quân Đức nói thêm nhiệm vụ triển khai là nhằm gửi thông điệp đến các đồng minh của Berlin thay vì tới Bắc Kinh. Tôi không nghĩ chúng tôi đang gửi lời răn đe gì tới Trung Quốc khi tới tập trận ở Úc, ông Gerhard nói. Trước đó, đại sứ Úc tại Đức Philip Rinn cũng nhấn mạnh không có lý do gì để Bắc Kinh xem cuộc tập trận thường kỳ là gây mất ổn định khu vực. Chúng tôi đang muốn đảm bảo một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cân bằng chiến lược, nơi mỗi quốc gia đều có thể đưa ra các quyết định chủ quyền của riêng mình. Đại sứ Green nói với báo chí khi được hỏi về thông điệp dành cho Trung Quốc. Theo Reuters, năm ngoái một chiến hạm Đức cũng có lần đầu tiên tuần hành trên biển Đông trong khoảng 20 năm. Động thái cho thấy Bắc Kinh đã cùng các nước phương Tây khác tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc PLA cho biết đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận gần đảo Đài Loan từ hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 8, ngay sau khi một phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm hòn đảo tự trị và gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Cụ thể, năm nhà lập pháp Mỹ do Thượng nghị sĩ S. Markey, dẫn đầu đã có chuyến thăm thông báo trước tới Đài Loan vào cuối ngày 14 tháng 8. Đây là chuyến thăm cấp cao thứ hai liên tiếp của phái đoàn Hoa Kỳ sau đợt công du đầy sóng gió của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào đầu tháng 8, kéo theo nhiều ngày tập trận quy mô lớn của Trung Quốc. Mới đây, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của PLA cho biết đã huy động nhiều lực lượng diễn tập tuần tra và sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển, vùng trời xung quanh đảo Đài Loan trong ngày 15 tháng 8. Bộ Tư lệnh cho biết cuộc tập trận là lời cảnh báo đanh thép đến Mỹ và Đài Loan hãy ngừng chơi trò chính trị làm sói mòn hòa bình và ổn định xuyên eo biển. Bộ Tư lệnh nói thêm cuộc tập trận diễn ra gần nhóm đảo Bành Hồ trong eo biển Đài Loan và là nơi có một căn cứ không quân lớn. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 15 chiến đấu cơ Trung Quốc đã băng qua cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển trong ngày 15 tháng 8. Đài Bắc chỉ trích các cuộc tập trận và cho biết đang bình tĩnh ứng phó. Cùng với hành động tập trận quyết liệt về mặt ngoại giao, Bắc Kinh ngày 15 tháng 8 cũng cảnh báo rằng mọi âm mưu nhằm thách thức nguyên tắc một Trung Quốc sẽ cầm chắc thất bại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng, nhằm tránh gây tổn hại hơn nữa cho mối quan hệ Mỹ-Trung và nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết đoán để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Chuyến thăm của bà Pelosi vào đầu tháng 8 đã khiến Trung Quốc nổi giận và đáp trả bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên bay qua Đài Bắc đồng thời cho gián đoạn một số đường dây đối thoại với Washington. Tuy nhiên chuyến bay của phái đoàn Mỹ vào đầu tuần này ít gây tiếng vang hơn. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng luật bởi điều luật về giúp hòn đảo tự bảo vệ chính mình. Ngoài ra phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 8 còn kêu gọi Nhật Bản hãy ghi nhớ những bài học lịch sử sau khi thủ tướng nước này ông Fumio Kishida đến viếng đèn Yasukuni và hôm 15 tháng 8 đánh dấu ngày Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Phát biểu trong dịp này, Thủ tướng Fumio Kishida thề rằng đất nước của ông sẽ không bao giờ gây chiến một lần nữa. Nhưng việc ông Kishida và các quan chức nội các đến viếng đền Jusukuni, nơi thờ phụng tử sĩ, đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc bất bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng việc các quan chức Nhật Bản tới đền Yasukuni một lần nữa thể hiện thái độ sai lầm của Nhật Bản đối với các vấn đề lịch sử. Phía Trung Quốc thể hiện lập trường phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đề nghị Nhật Bản hãy nghiêm túc ghi nhớ các bài học lịch sử và hãy đoạn tuyệt với chủ nghĩa quân phiệt, tránh gây thêm rạn nứt trong mối quan hệ với các hàng xóm cũng như cộng đồng quốc tế. Theo Reuters, mối quan hệ Nhật-Trung gần đây cũng căng thẳng hơn sau khi Trung Quốc tập trận quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan. Trong diễn tập, nhiều tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc Jun Sak vào ngày 15 tháng 8 kêu gọi đất nước phải vượt qua những bất đồng lịch sử với Nhật Bản, cũng như cần đạt được hòa bình với Triều Tiên. Đó là những chìa khóa quan trọng để tăng cường an ninh và ổn định của toàn bộ khu vực Đông Á, theo Tổng thống Jun nhấn mạnh. Phát biểu nhân sự kiện ngày 15 tháng 8 năm 1945 đánh dấu Nhật Bản kết thúc chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yoon cho biết: "Hiện giờ Tokyo đã trở thành một đối tác cùng chống lại các mối đe dọa với sự tự do toàn cầu. Ông Jun hối thúc hai nước hãy vượt qua những bất đồng còn tồn tại đến ngày hôm nay. Khi quan hệ Hàn Nhật tiến tới một tương lai chung và khi các nhiệm vụ của thời đại chúng ta xích lại gần nhau, dựa trên giá trị chung toàn cầu, điều đó sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề lịch sử", trích lời ông Jun khẳng định. Tổng thống Jun nhà lãnh đạo bảo thủ nắm quyền từ tháng 5 cũng hứa hẹn hỗ trợ nhiều lĩnh vực cho Bình Nhưỡng nếu họ dừng lại chương trình hạt nhân và thực hiện quá trình loại bỏ những vũ khí nguy hiểm một cách trung thực và triệt đề. Chuyển sang các tin tức nóng ở châu Âu, theo hãng tin nhà nước Nga Ati cho biết một tiêm kích của Moscow đã được triển khai để hộ tống máy bay chính xác RC-135 thuộc không quân Hoàng gia Anh vì xâm phạm không phận ở gần Muman miền Tây nước Nga. Sau khi bị tiêm kích Nga xua đuổi, Máy bay trinh sát RC-135 đã bay trở lại căn cứ ở Washington, trung tâm của Bộ Chỉ huy Do Thám và Tình báo của Không quân Hoàng gia Anh. Anh hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, song nếu thực hiện đây có thể coi là vụ xâm nhập đầu tiên của một máy bay NATO vào không phận Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang hồi cuối tháng 2. Đầu tháng này, Moscow cũng thông báo phát hiện một tàu ngầm của Mỹ gần vùng biển của Nga ở phía bắc Thái Bình Dương, tuy nhiên Lầu Năm Góc đã bác bỏ các cáo buộc trên. Hồi tháng 6 năm ngoái, tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh cũng từng bị cáo buộc xâm phạm đi vào vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea. Gần đây, ba máy bay ném bom B-52 của Mỹ cũng áp sát không phận Nga. Theo giới chức Nga, số chuyến bay trinh sát của NATO gần biên giới nước này đã tăng hơn 30% vào năm 2021. Theo Reuters, những hình ảnh vệ tinh do Planet Lab vừa công bố cho thấy rõ hậu quả từ những đòn pháo kích ở gần nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. So sánh với bức ảnh vệ tinh có thể thấy khói bốc lên xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ngày 11 tháng 8, các báo cáo cho biết nhiều vụ tập kích lại diễn ra ở gần nhà máy mà Mát-gơ-va lẫn Kiev đều đổ lỗi cho nhau. Ukraine trong những ngày gần đây đã cảnh báo về hiểm họa một số sự cố hạt nhân kiểu Chernobyl. Vào ngày 15 tháng 8, Liên Hợp Quốc cho biết họ có đủ năng lực an ninh và hậu cần để hỗ trợ chuyến thăm của thanh sát viên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến nhà máy hạt nhân. Nhưng các quan chức ngoại giao Nga đưa ra một số điều kiện, nói rằng bất kỳ nhiệm vụ nào đi qua thủ đô của Ukraine đều cực kỳ nguy hiểm. Liên quan tới nhà máy địa hạt nhân Zaporizhia, do Nga kiểm soát Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 15 tháng 8 cho rằng cả thế giới có nguy cơ bị đe dọa nếu như không làm gì để ngăn cản các sự cố ở nhà máy hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Trong video công bố đêm ngày 15 tháng 8, ông Zelensky khẳng định nếu bây giờ thế giới thiếu đi sức mạnh và quyết tâm để bảo vệ một nhà máy hạt nhân, nghĩa là cả thế giới đã thua cuộc. Trước đó, quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm là Vladimir Rogov đã viết lên Telegram khẳng định lực lượng Ukraine mới là bên tung đòn pháo kích. Ông cho rằng các nhà máy hạt nhân ở Energoda và Zaporizhia một lần nữa hứng chịu hỏa lực từ dân quân của Zelensky. Tên lửa đã rơi xuống khu vực bên bờ sông Dnipro và ở nhà máy. Ông Rogov nói thêm nhưng không thông báo thương vong hay thiệt hại. Nga đã kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhia ngay khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2, dù các kỹ sư Ukraine vẫn làm công tác vận hành tổng thư ký liên hợp quốc guterres đã kêu gọi thành lập một khu phi quân sự còn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã cảnh báo về một thảm họa hạt nhân trừ khi hai bên ngừng bắn các chuyên gia hạt nhân lo ngại hỏa lực có thể làm hư hại bể chứa chất thải hạt nhân hoặc các lò phản ứng hơn 5 tỷ người có thể chết đói vì hậu quả của một cuộc xung đột hạt nhân giữa Mỹ và Nga, đó là kết luận vô cùng đáng sợ của một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 15 tháng 8 trên ấn phẩm Nature Food. Trong khi hầu hết các lo ngại hiện nay về nguy cơ xung đột hạt nhân đều tập trung vào thời điểm oanh tạc, nhưng nghiên cứu mới từ đại học Rutgers ở Mỹ lại nêu nhận định: nỗi thống khổ thật sự sẽ kéo dài nhiều năm, khi đó chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và các cánh đồng bị nhiễm phóng xạ nặng nề. Cho bụi từ các vụ nổ hạt nhân đi vào khí quyển sẽ đạt đỉnh trong vòng 1 đến 2 năm, nhưng hậu quả của nó có thể khiến nhiệt độ giảm mạnh trong hơn một thập kỷ, dẫn tới lượng mưa giảm. Tất cả dẫn tới sự biến động nghiêm trọng về các nguồn lương thực chính, bao gồm ngô, gạo, lúa mì và đậu tương. Tình hình chăn nuôi gia súc và thủy sản cũng khó tránh khỏi suy sụp. Sau cú nổ hạt nhân gió có thể mang đám mây cho bụi bao trùm nhiều nước sản xuất lương thực lớn, thế giới như là Mỹ, Trung Quốc, Đức và Anh. Kết quả kinh khủng nhất sẽ là giảm 90% nguồn cung lương thực của thế giới. Hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ cho các nước phải nhập khẩu thực phẩm. Đồng tác giả nghiên cứu giáo sư khoa học khí tượng Alan Robock chỉ ra, các dữ liệu nói chúng ta một điều nhất định phải ngăn chặn xung đột hạt nhân không bao giờ xảy ra. Trong lịch sử, hiệu ứng nhiệt độ toàn cầu giảm xuống do tàn cho bao phủ khí quyển đã từng xảy ra do hậu quả của các vụ phun trào núi lửa lớn, bao gồm núi lửa Tambora của Indonesia vào năm 1815, núi lửa Laki của Ireland vào năm 1783. Cả hai thảm kịch đều dẫn tới nạn đói và bất ổn chính trị. Theo Reuters dẫn nguồn cảnh sát ở thành phố Odessa miền Nam Ukraine ngày 15 tháng 8 cho biết ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương do một vụ nổ ở dưới nước ngoài khơi thành phố cảng. Theo phát ngôn viên cho chính quyền quân sự Odessa viết trên mạng xã hội, khám nghiệm ban đầu đã xác định vụ nổ do thủy lôi gây ra. Thi thể các nạn nhân 25, 32 và 53 tuổi đã được trục vớt theo cảnh sát Odessa. Ngoài ra, một người đàn ông và một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ở xung quanh đó cũng bị thương. Cảnh sát cho hay những người tắm biển đã phớt lờ cảnh báo nguy hiểm và đi bơi ngay giữa nơi đang xảy ra xung đột. Trong khi đó, các rocket Grad của Nga đã tấn công Kharkiv, miền Đông Bắc vào ngày 15 tháng 8, khiến một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo Reuters dẫn nguồn giới chức thành phố cho hay. Vụ anh kích tàn phá nhiều tòa nhà trung cư cao tầng, phá hủy các ô tô và nhà thờ ở quận Satykiv, theo dịch vụ khẩn cấp Kharkiv báo cáo nhân viên cấp cứu tên Konolavov kể lại ai cũng biết nơi này là khu dân cư và không có bất kỳ dấu hiệu gì về cơ sở hạ tầng ngược lại moscow luôn khẳng định chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự ở ukraine đồng thời cáo buộc lực lượng của tổng thống zelensky đã pháo kích vào nhiều thành phố thị trấn ở tỉnh donetsk trong thời gian gần đây Tiếp lại chương trình hôm nay với một tin tức về không gian. Cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos của Nga vào ngày 15 tháng 8 đã lần đầu tiên hé lộ một mô hình vật lý của trạm không gian mà Nga dự kiến xây dựng trong tương lai. Điều đó cho thấy Moscow hoàn toàn nghiêm túc với ý định rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS và đi theo con đường riêng của mình. Theo Reuters, các nhà quan chức cứng rắn của Điện Kremlin đã nhìn nhận mối quan hệ Nga và phương Tây đã dạn nứt nhất trong lịch sử do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, Moscow quyết tâm giảm phụ thuộc vào phương Tây hướng tới thắt chặt hợp tác với các nước như Trung Quốc hay Iran. Ngược lại, phương Tây đang ra sức cô lập nền kinh tế Nga, đặc biệt về công nghệ, bí quyết và nguồn quỹ để phát triển các ngành mũi nhọn. Trong một cảnh đó, cơ quan vũ trụ Roscosmos đã trình làng hình mẫu của một trạm không gian mới mà Nga sẽ xây dựng, được đặt tên là Ros. Mô hình được trưng bày vào hôm thứ Hai trong khuôn khổ triển lãm quân sự công nghiệp Army 2022, ông Ayo Matkova. Yuri Borisov, vị xếp mới của Roscosmos, đã nói Nga sẽ rời ISS vào năm 2024 và đang nỗ lực phát triển trạm không gian của riêng mình. Được phóng lên từ năm 1988, ISS đã hoạt động không ngừng từ tháng 11 năm 2000 dưới sự hợp tác của Nga, Mỹ dẫn đầu cùng với Canada, Nhật Bản và 11 nước châu Âu. NASA khăng khăng nói rằng ISS nên hoạt động đến năm 2030. Họ cho biết vẫn chưa có xác nhận chính thức của Nga về rời khỏi ISS và được biết Markova vẫn tiếp tục hợp tác đến năm 2028. Trong khi đó, Roscosmos thông báo trạm không gian mới của Nga sẽ được phóng lên hai giai đoạn nhưng không cho biết ngày tháng cụ thể. Giai đoạn thứ nhất sẽ phóng 4 mô đun, giai đoạn tiếp theo phóng thêm 2 mô đun và một nền tảng dịch vụ. Khi hoàn thành, trạm không gian có thể chứa được 4 phi hành gia và các thiết bị khoa học. Roscosmos khẳng định trạm không gian mới sẽ giúp phi hành gia Nga có cái nhìn rộng hơn nhiều về trái đất để tiến hành các mục đích giám sát mà hiện giờ chưa làm được. Ngoài ra, trong triển lãm AMI 2022, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng tham dự và trưng bày tên lửa cùng máy bay không người lái UAV. Hồi tháng trước, Mỹ khẳng định quan chức Nga đã tới căn cứ không quân ở Iran để tìm hiểu về các UAV vũ trang. Washington nói rằng đã nắm thông tin Iran chuẩn bị cung cấp cho Nga hàng trăm UAV, bao gồm các loại có thể mang vũ khí và Tehran đang hướng dẫn binh sĩ Nga cách sử dụng. Phi Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc này. Tin tức về tham vọng chinh phục không gian của Nga cũng đã khép lại <laughs> chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.